Là mình cô gái thích làm vườn đây. Trồng dưa hấu cùng mình nha. Mấy ngày trước mình có gieo cái loại dưa hấu Sugar Baby. Loại này là dưa không hạt mà vỏ nó màu đen mà quả nó hình tròn nha. Sẵn tiện dẫn mọi người đi xem cái vườn dưa hấu nhà mình luôn nha. Quả này bữa giờ thấy nó không ổn mọi người ơi. Ngay cái cuống của nó làm như là nó bị úng úng hay là bị đen đen gì rồi nè. Chắc là vài bữa phải thu hoạch quả này thôi. Vườn mình thì cũng có đang có một chục trái dưa kiểu baby baby như thế này. Quả con thì mọc ra rất là nhiều luôn nha mọi người. Dưa này nó sai quả lắm. Đây nữa nè. Mình cho nó mọc trên mấy cái chỗ dâu tay của mình thôi để cho mình dễ chăm á. Với lại vườn giờ cũng chật, cũng không có chỗ trồng đó mọi người ơi. Mấy quả này hồi tuần trước mình có quay nó nhỏ xíu à, mà giờ nó cũng lớn hơn rồi nè. Nhìn nó thấy cưng ghê không? Mình cực thích mấy cái dòng mà dưa hấu baby á. Nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mai mốt thu hoạch nó ngọt lắm mọi người. Còn đây em bé này cũng ok lắm nè. Trời ơi, nhìn xinh dễ thương lắm luôn á. Thích mấy trái dưa hấu tí hon gì nè mà bổ ra bên trong nó màu đỏ đó mọi người. Đợt này là mình chuyển sang trồng dưa hấu tròn hơi bị nhiều luôn đó nha. Mấy cái này là mình mấy ngày trước á là mình gieo hạt. Hạt nào hạt nấy là nảy mầm ok lắm luôn á. Trong cái đám dâu tây này còn rất là nhiều dây dưa nữa nè, nhưng nó đang trổ bông.